Vâng, xin chào các bác đến kênh Kia Xe Đạp. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe gian FCR 3300, đây là một dòng touring đường phố mới nhất về tại cửa em. Vâng, hôm nay chiếc xe có màu xám và màu không màu xám chủ đạo các bác nhé. Xe còn khá là đẹp. Dòng touring đường phố của các bác mà đi những đường đi dạo hoặc là đi tạo tập luyện thể thao. Giờ sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, với dòng touring gian FCR 3300 thì phù hợp các bác đi những đường đẹp, đường đô thị, không dòng bánh 700. Đây là một xe bán khá chạy lại rồi em. Em lướt qua lớp sơn của xe thì em đánh giá chiếc xe trên 90%. Như các thấy cũng xe khá là mới. Đây số vết xước nhỏ như này, không đáng kể. Không qua lũy siêu nhẹ của gian, công nghệ làm nhôm độc quyền của gian. Bên trên này là cọc yên của gian và yên của gian luôn. Yên của rất tốt rồi nhé. Và trên con xe đôi size S của các bác từ 1m6 đến 1m7, phía xe đo chiều cao không đứng, các có thể xem được rõ hơn. Khung nhôm, càng nhôm, càng nhôm nguyên zin của gian. Một vài vết xước nhỏ như này thôi, không đáng kể thì chất lượng của xe. Bên trên thì ghi đồng hồ phốt nguyên zin của gian. Có tay bấm xả của Shimano Sierra, bên lip chỉ tầm bấm. Và bên đĩa là 3 tầng bấm của cũng của Shimano Acera các bác nhé. Bộ phanh đĩa. Em sẽ quay xuống phanh đĩa của xe. Phanh đĩa của Avis các bác nhé, Avis của Mỹ. Phanh đĩa cơ, dễ dàng sử dụng. Mayer nguyên zin của gian. Vành nhôm 2 lớp của gian luôn các bác nhé. Xe có thông số lỗ là 700 x 28C. Vâng, cơ bánh 700 này sẽ đi sẽ lướt hơn, nhanh hơn so với dòng địa hình. Đây là bánh sau, sau của gian đây, 700 x 28C. Bộ đế 9 tầng của Shimano, phủ đề của Shimano Acera, đồng bộ theo xe. Gạt đĩa của Shimano Acera, gạt theo đo chiều cao không đứng. Bốn mươi lăm các bác nhé. Còn khung ngang thì là 32. Vâng, của các bác từ 1m6 m7. Bây giờ đánh giá chuyển động 9 tầng lip của Shimano, nguyên bộ chuyển động của Shimano Acera.
Còn chuyển động rất tốt, xuống nít. Rất là mượt các bác nhé. Cửa đĩa, cửa đĩa 3 tầng. Bánh quay rất là bòn. May cơ của Giang chính hãng. Vâng, quán vừa đánh giá xong chiếc xe Gian FCR 3300 dòng touring đường phố. Chiếc xe sẽ được sử dụng nguyên bộ group của Shimano Ocera và được bán tại cửa nghe mức giá là 6.900.000, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền vào bảo 1 năm. Các quan tâm nhắn tin Zalo 0975709093 để xem hiểu chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi Kia Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe quá tải của em. Xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video.